Thì cũng đã đến giờ làm lớp học thì em cũng xin tự giới thiệu luôn, em là Hoài Anh. Thì hôm nay em sẽ đứng lớp học ngày hôm nay. Thì nếu anh chị nào muốn hỗ trợ về thông tin về thị trường và cũng như là thương vụ thì cứ liên hệ em để hỗ trợ tốt nhất. Anh chị nào thì có thể để lại số điện thoại ở bên dưới phần bình luận hoặc mọi thắc mắc nhắn trực tiếp cho em hoặc là các bạn nhân viên hỗ trợ. Thì ngoài ra thì trong quá trình diễn ra lớp học thì có vấn đề về sự cố về âm thanh hay là hình ảnh thì anh chị cứ để lại những cái comment bên dưới. Thì em sẽ giải đáp những mọi thắc mắc đó cho anh chị ha. Alo. Ồ, có nghe tiếng tôi không? Thì chủ đề của lớp học ngày hôm nay đó là đầu tư dài hạn vào cổ phiếu chia cổ tức. Thì ở trên màn ảnh của anh chị có số điện thoại của em. Thì em xin đọc to rằng số điện thoại của bên em là 0329539742. Thì đây cũng là số Zalo của em luôn ha. Trong cái quá trình mà anh chị nếu mà có thắc mắc mọi vấn đề gì thì anh chị cứ liên hệ qua trực tiếp qua Zalo của em hoặc qua số điện thoại này để em có thể hỗ trợ trực tiếp cho anh chị nhé. Đầu tư dài hạn vào cổ phiếu chia cổ tức. Thì thông thường các anh chị đầu tư ở trên thị trường này sẽ nhắm đến cái hình thức là tăng trưởng là chủ yếu đúng không ạ? Nhưng anh chị đừng bao giờ bỏ qua một cái hình thức là đầu tư vào cổ tức. Vì hình thức cổ tức này anh chị sẽ có được những phần lợi nhuận chắc chắn nhận được. Ha. Và đây cũng là cái tiền đề để cho cái việc sự tăng trưởng về cổ phiếu nó cũng rất là tốt trong cái quá trình anh chị đầu tư dài hạn. Nội dung của buổi học ngày hôm nay sẽ có 3 nội dung chính. Thứ nhất là giới thiệu về sàn DKTrade. Thứ hai là đầu tư dài hạn vào cổ phiếu chưa cổ tức. Và thứ ba là thương vụ sau lớp học. Thì em xin đến phần nội dung của buổi học đầu tiên của ngày hôm nay. Đó là giới thiệu về sàn DKTrade. Và DKTrade là ai? Hiện tại DKTrade đang có trụ sở chính tại ở Anh Quốc và đang có được cấp giấy phép hoạt động bởi FSA vào năm 2018, đúng không ạ? Và đang trong quá trình xin cấp giấy phép BaFin của Đức. Hiện tại thì đang có văn phòng hỗ trợ khách hàng ở tòa nhà Sài Gòn Finance Center, số 9 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Cao, quận 1. Thì anh chị nào muốn gặp trực tiếp các nhân viên hỗ trợ thì anh chị cứ liên hệ và lên đến văn phòng chính ở đây luôn anh chị nhé. Về việc nạp rút ở tiền ở DKJ thì hoàn toàn miễn phí, anh chị không mất phí trong cái quá trình nạp rút. Thì DKJ bên em đang hợp tác với Ngân Lượng để tạo ra giải pháp nạp tiền và rút tiền nhanh chóng, liên kết với hơn 28 ngân hàng đang hoạt động tại Việt Nam. Thì nói chung là anh chị sử dụng ngân hàng nào thì bên em cũng có những cái hình thức hỗ trợ cho anh chị nạp tiền thuận lợi nhất. Và các hình thức nạp tiền ở bên em đó là ATM, Internet Banking và phí điện tử. Đúng không ạ? Ngoài ra nếu mà anh chị nào đang dùng tiền mặt thì anh chị có thể đến trực tiếp ngân hàng và bên em sẽ hỗ trợ cho anh chị một cái điện chuyển có thông tin số tài khoản và nội dung cụ thể. Anh chị chỉ cần chuyển qua cái số tài khoản và nội dung đó là tiền sẽ vào cái tài khoản giao dịch của anh chị rồi nhé. Về việc rút tiền thì khi rút tiền thì trước khi rút tiền anh chị nên xác thực cái tài khoản của mình. Thì anh chị chỉ cần là lên trang web dkj.com, sau đó bấm vào phần đăng nhập và gửi lên mặt trước mặt sau chứng minh nhân dân thì nó sẽ hiện ra cái khung rút tiền ở đây, đúng không ạ? Sẽ điền là số tiền chủ tài khoản, số tài khoản và tên ngân hàng, anh chị cứ điền đầy đủ các thông tin ở trên này và anh chị chỉ cần đặt lệnh rút thì tiền nó sẽ về 24 giờ làm việc cho anh chị nhé. Và thông thường thì anh chị sẽ giao dịch ở trên một cái giao diện đó là MT4, được không anh chị? Thì MT4 là chỗ mình giao dịch mua bán các sản phẩm ở trên thị trường chứng khoán phái sinh quốc tế này. Thì khi mà anh chị muốn giao dịch một bất cứ một sản phẩm nào đó thì anh chị chỉ cần tải cái app này về, sau đó đăng nhập tạo tài khoản, xong anh chị chỉ cần đăng nhập vào cái app MT4 này và anh chị có thể giao dịch được rồi nhé. Có rất nhiều hình thức mình tải cái app MT4 này. Thì thứ nhất là mình sẽ tải ở trên trang web dkj.com. Hoặc là thứ hai là mình có thể là giúp nếu mà các khách hàng dùng điện thoại. Ví dụ như đối với iPhone thì anh chị chỉ cần lên App Store, anh chị bấm là MT4 rồi tải về. Hoặc là hệ điều hành Android đi thì anh chị chỉ cần lên Shark Play, đúng không ạ?
sau đó anh chị bấm MT4 thì rồi sau đó mình sẽ tải về luôn ạ. Thì ở bên em có rất là nhiều loại tài khoản, ví dụ như là tài khoản Fit, TrueSM hay là Zalo hay Standard. Thì hiện tại thì nếu mà anh chị hôm nay là lớp học về cổ phiếu thì em khuyến nghị anh chị nên tạo một cái tài khoản Fit ha. Bên em sẽ hỗ trợ cho anh chị về các loại phí. Thì thông thường anh chị đầu tư ở trên thị trường này, anh chị sẽ mất 3 loại phí. Đó là phí giao dịch, phí qua đêm và phí hoa hồng. Nhưng mà khi anh chị đầu tư vào cổ phiếu đối với tài khoản Fit này thì anh chị sẽ không bị thu phí hoa hồng cũng như là phí qua đêm. Anh chị sẽ chỉ mất là phí giao dịch, và phí giao dịch ở đây là cố định. Và cái loại phí bên em thật sự là thấp nhất trong tất cả các sàn anh chị nhé. Ở trên màn ảnh của anh chị thì anh chị cũng biết rồi ha, các nút lệnh sell buy. Thì nút lệnh sell thì thông thường ở trên cái app MT4 á, nó sẽ hỗ trợ là đối với lệnh buy trước đi. Thì lệnh buy sẽ hỗ trợ cho anh chị mua khi mà anh chị bắt xu hướng là xu hướng tăng. Còn lệnh sell là xu hướng giảm anh chị ha. Và khi mà anh chị bắt đến đúng xu hướng của thị trường thì cái việc mà làm có lợi nhuận thì thật sự là điều hiển nhiên thôi ạ. Thì sản phẩm ở khi mà giao dịch ở trên thị trường này, mình sẽ có bốn loại sản phẩm chính, đó là về forex nè, chỉ số và hàng hóa cổ phiếu, đúng không ạ? Thì forex thì em cũng nói sơ luôn, forex là các cặp tiền tệ ha, tỷ giá. Thì anh chị nào mà quan tâm đến những cái đồng, ví dụ như là đồng đô, đồng bảng Anh, đồng euro hay là đồng yên Nhật và một số đồng tiền khác, thì anh chị có thể giao dịch về forex để coi thử cái sự biến động của nó như thế nào. Vì chỉ số thì nó bao gồm tất cả các tập đoàn công ty lớn nhất và 500 hệ thống công ty, hoặc là 100 hoặc là 300 công ty, đúng không ạ? Về công nghệ hay là công nghiệp. Về hàng hóa thì thông thường bên em sẽ giao dịch hai loại sản phẩm chính, đó là về vàng và dầu. Thì anh chị có thể liên hệ nhân viên để hỗ trợ về vàng dầu tốt nhất. Và cái cổ phiếu là cái quan trọng nhất ở bên sàn bên em, thì bên em sẽ hỗ trợ cho anh chị đầu tư vào cổ phiếu và cái theo các hình thức là dài hạn và ngắn hạn luôn. Thì nãy giờ em cũng có giới thiệu sơ về các hình thức giao dịch ở trên thị trường này, thì em sẽ chuyển qua cái giao diện của sàn bên em luôn nhé, cho anh chị hình dung rõ hơn. Thì để có thể đăng nhập vào cái trang web của bên em. Trước tiên anh chị chỉ cần đăng nhập là dkchai.com. Rồi, ok. Thì ở đây là trang web bên em anh chị nhé. Đúng không ạ? Thì ở trên này mình sẽ có cái nền tảng giao dịch này, cũng như là cách tạo tài khoản real hay là tài khoản demo. Thì em vẫn khuyến nghị anh chị rằng nên tạo tài khoản real ha, hay là gọi là tài khoản thật á, để anh chị biết được là cái phí giao dịch như thế nào và tất cả các sản phẩm luôn. Và ngoài ra khi mà anh chị tạo tài khoản real thì sẽ có những nhân viên hỗ trợ cho anh chị sau khi anh chị nạp vốn, đúng không ạ? Rồi ok, thì ở đây là mình sẽ tạo tài khoản real, thì mình chỉ cần bấm vào đây, đúng không ạ? Đúng ạ, sau đó anh chị chỉ cần bấm vào loại tài khoản fit này, bởi vì anh chị giao dịch về cổ phiếu. Rồi anh chị bấm app MT4 giúp em ha. MT5 thì hiện tại đang trong quá trình nâng cấp nên anh chị chỉ cần dùng là MT4 giúp em nhé. Rồi anh chị bấm kế tiếp. Sau đó anh chị chỉ cần điền một số thông tin nội dung cụ thể, và anh chị lưu ý ở đây giúp em. Anh chị lưu ý ở đây giúp em là chỗ tên đầu tiên á, thì anh chị chỉ cần là điền viết viết hoa và không có ghi dấu giúp em ha. Chỗ làm ơn chọn thì anh chị chỉ cần ví dụ như là con trai thì Mr, con gái là Miss, được không ạ? Rồi điền một số thông tin và sau đó bấm kế tiếp. Chọn ngày tháng năm sinh thì anh chị lưu ý giúp em là mình chọn năm tới tháng rồi tới ngày, được chưa? Sau khi anh chị tạo tài khoản xong thì tài khoản sẽ chuyển thẳng vào cái email của anh chị, đúng không ạ? Và anh chị chỉ cần lấy cái tài khoản đó trong email, rồi anh chị đăng nhập vào phần đây. Anh chị thấy không, có chỗ chữ đăng nhập đây. Bấm vào phần đăng nhập. Thì đây là một cái tài khoản em đã đăng nhập sẵn cho anh chị rồi. Thì nó cũng sẽ có ID cũng như là password ha. Sau đó anh chị chọn hình thức là MD, MT4, DKChai Live 1.6, bấm đăng nhập giúp em.
Ở trong đây thì sẽ có hình thức là nạp tiền và rút tiền luôn cho anh chị. Ngoài ra ở đây có cái chỗ là cài đặt, anh chị thấy không ạ? Thì ở đây anh chị có thể đổi mật khẩu giúp em nhé. Anh chị nào muốn đổi mật khẩu thì anh chị chỉ cần bấm vào đây. Rồi, sau khi đổi mật khẩu xong anh chị có thể là chọn hình thức nạp tiền. Thì hình thức nạp tiền ở đây thì anh chị chỉ cần bấm là nạp tiền ngay. Sau đó chọn một trong ba hình thức: Internet Banking, thẻ ngân hàng hay là ví điện tử, đúng không ạ? Anh chị bấm vào Internet Banking giúp em đi. Rồi sau đó nè, chọn ngân hàng mà anh chị muốn giao dịch. Thì ở đây là bên em sẽ liên kết với ngân lượng. Anh chị chọn cái nào có ngân lượng anh chị ha, cho nó tiện. Vì ngân lượng là cái chỗ mà quy đổi tiền Việt ra tiền đô để anh chị có thể giao dịch ở trên thị trường này tốt nhất. Sau đó anh chị chọn giá trị nạp, ví dụ như 1.000 đô thì bên em sẽ tự quy đổi cho anh chị luôn theo tỷ giá Vietcombank. Rồi sau khi hình thức nạp tiền xong, tiền đã chuyển thẳng vào cái tài khoản giao dịch MT4 của anh chị. Thì nếu mà anh chị trong cái quá trình anh chị đầu tư và có lãi đi, thì anh chị muốn rút tiền đúng không ạ? Đây, anh chị bấm vào mục rút tiền. Ở đây thì lúc đầu em cũng có nói rồi, anh chị phải xác thực cái tài khoản giúp em. Xác thực ở đây là anh chị chỉ cần nè, chọn bấm ở đây. Sau đó tải mặt trước mặt sau chứng minh nhân dân lên giúp em ha. Là việc xác thực thành công thì nó sẽ chuyển qua cái giao diện có cái chỗ là thẻ ngân hàng, số ngân hàng cũng như là tên người đứng cái thẻ ngân hàng đó, đúng không ạ? Cái hình mà em đã cho anh chị xem trước đó. Đây, đúng không ạ? Rồi, nó sẽ có là vui lòng số tài khoản, số tiền chủ tài khoản. Đó, số IBAN switch, đúng không ạ? Rồi. Thì ở đây chắc anh chị cũng có thắc mắc về cái giao diện MT4 là như thế nào. Thì ở đây em cũng xin giới thiệu sơ về cái giao diện MT4. Anh chị có thể tải MT4 ở trên CH Play hoặc là App Store chị nhé. Ngoài ra thì cái trang web bên em dkchơi.com cũng có cái chỗ để tải MT4 về. Đây, anh chị bấm vào cái chỗ nền tảng, đúng không? Sau đó, MT4 cho máy tính nè. Rồi anh chị kéo xuống, tải xuống cho MacBook nè, tải xuống cho PC nè, tải xuống cho iPhone hay là Android, đúng không anh chị? Anh chị chỉ cần chọn một trong những hình thức mà anh chị đang sử dụng, những cái điện thoại hay là những cái máy tính nào, anh chị chỉ cần chọn những cái hình thức này giúp em nhé. Sau khi anh chị tải về thì nó sẽ hiện ra một cái giao diện này, đúng không? Thì ở đây thì sẽ có cái chỗ mà mình cái bảng giá, đúng không chị? Cái bảng giá, cái biểu đồ và cái các lệnh đây anh chị đang giao dịch. Thì hiện tại ở đây thì ví dụ như mình đang quan tâm về cổ phiếu JP Morgan đi, thì ở đây ở trên này đã có rồi, mã của nó là JPMUS, đúng không? Đó, có giá mua và giá bán, và ở đây là cái phí giao dịch, đúng không chị? Thì đầu tư vào cổ phiếu và đây là cái tài khoản fix, thì anh chị chỉ cần quan tâm cái phí giao dịch này thôi. Thì đối với khi mà mình mua 100 cổ phiếu con này, JP Morgan này, thì mình chỉ mất là tầm khoảng 22 thôi đô thôi đó anh chị, không quá bao nhiêu anh chị ha. Nên khi ví dụ như anh chị mua 100 cổ phiếu đi, thì khi mà nó tăng lên hai giá thì anh chị đã có lợi nhuận là 200 đô rồi, nên cái phí giao dịch này cũng không quá là nhiều đối với cái lợi nhuận mà anh chị nhận được, đúng không ạ? Thì ở đây nhá, sau khi anh chị đặt cái lệnh đi, đây anh chị chỉ cần nhấp chuột trái hai lần, sau đó đặt cái khối lượng này giúp em. Khối lượng ở đây anh chị nên nhớ là khối lượng tối thiểu là 10 cổ phiếu và cao nhất là 500 cổ phiếu. Thì ở đây ví dụ như em đặt là 10 cổ đi, được chưa? Và mình sẽ đặt cái lệnh mua này, mua tại giá là 125,41. Thì khi anh chị mua tại mức giá này, nếu mà nó tăng lên bao nhiêu, anh chị sẽ có lợi nhuận bao nhiêu. Ví dụ như nó từ 125,41 này, nó tăng lên tầm khoảng là 128,41 đi, có nghĩa là tăng 3 giá, đúng không anh chị? Anh chị sẽ lấy 3 giá này, anh chị nhân cho cái khối lượng là 10 cổ phiếu này, anh chị sẽ có lợi nhuận là 30 cổ, 30 đô, được không ạ? Ngoài ra thì ở đây cái lệnh bán là như thế nào? Có nghĩa là khi thị trường nó giảm xuống, anh chị bán tại mức giá này, nó giảm bao nhiêu anh chị có lợi bao nhiêu, đúng không ạ? Thì ví dụ như anh chị đặt lệnh bán tại giá 125,19 đô này, đúng không ạ? Thì khi ví dụ như nó giảm xuống tầm khoảng là 123,19, có nghĩa là giảm hai giá, thì anh chị sẽ có lợi nhuận luôn là hai giá đó, nhân cho 10 cổ phiếu ở trên này là anh chị đã có lợi nhuận là tầm khoảng là 20 đô. Được không anh chị? Thì sau khi anh chị đặt cái lệnh này, bấm vào mua bởi thị trường hoặc là bán bởi thị trường, thì nó ở dưới nó sẽ hiện lên. Đúng không ạ?
Vì thí dụ như đây là cổ phiếu JP Morgan và em đang mua là tầm khoảng là 200 cổ phiếu, và hiện tại nha, cái lợi nhuận là nó tăng lên tầm khoảng là 125,19, có nghĩa là tăng 0,19 giá. Mà em mua tầm khoảng là 200 cổ thì em đang có lợi nhuận là tầm khoảng là 38 đô, được không anh chị? Rồi ok. Thì ở đây em xin giới thiệu sơ thôi. Còn về cái biểu đồ, nếu mà ví dụ như anh chị muốn xem cái biểu đồ của cái con JP Morgan này đi, anh chị chỉ cần nhấp chuột trỏ giữ im, đúng không? Sau đó anh chị kéo qua cái chỗ hình biểu đồ thì nó sẽ hiện ra cái biểu đồ của con này và chuyển sang chế độ là D1 hay là ngày giúp em nhé. Và ở đây thì ở trên cái giao diện ở cái biểu đồ này thì sẽ có những cái đường, mà cái đường này mình sẽ tự cài. Thì ở đây những cái đường này sẽ hỗ trợ cho anh chị biết được những cái vùng giá nên mua và nên bán khi mà thị trường không có biến động, đúng không ạ? Thì những cái điểm này thì em sẽ đã có những lớp học trước và em đã giải thích rồi. Còn ngoài ra thì em xin giới thiệu sơ về cái công cụ stock chartist này ở dưới. Thì đây sẽ hiện là khối lượng người mua và khối lượng người bán, được không anh chị? Khối lượng người mua và khối lượng người bán cổ phiếu. Thì ở đây thì anh chị sẽ canh được là nên mua hay nên bán đối với cổ phiếu này. Thì hiện tại thì đối với cổ phiếu này thì em nghĩ là anh chị nên mua ha. Nên mua nhiều hơn vì đang có xu hướng tăng này, được không chị? Rồi ok. Thì mình sẽ quay lại cái nội dung chính của buổi học ngày hôm nay. Rồi lý do đó nên đầu tư vào cổ phiếu. Anh chị thấy không ạ? Và thứ nhất thì nếu mà anh chị để có mà biết được về cái thị trường này như thế nào thì anh chị nên so sánh một cái bài toán so sánh trước. Thì khác biệt giữa thị trường truyền thống và thị trường quốc tế. Đối với thị trường truyền thống trước đi ha, thì cái tính thanh khoản nó chậm. Bởi vì sao ạ? Thì khi ví dụ như anh chị đầu tư ở trên thị trường này thì anh chị phải có người mua và có người bán, đúng không anh chị? Thì khi ví dụ như anh chị bán tại mức giá đó mà không có, sau cỡ tầm khoảng 2 ngày sau thì mới có người mua tại mức giá đó, đối với thị trường Việt Nam bên mình. Còn đối với thị trường và nó có thể là tầm khoảng là T cộng 3 luôn, bởi vì là sẽ sau đó một ngày nữa nó sẽ rút tiền ra được. Còn đối với thị trường chứng khoán quốc tế này thì cái tính thanh khoản nó rất là nhanh. Nếu mà anh chị đặt lệnh mua là sẽ có người bán tại cái mức giá đó ngay, hoặc là anh chị bán ra thì sẽ có người mua tại mức giá đó liền, đúng không ạ? Vì đây là cái thị trường chứng khoán quốc tế nên rất là nhiều người trên thế giới đang giao dịch. Và đối với anh chị thì bán ra tại mức giá đó có lời, nhưng đối với người khác đó là một cái cơ hội để họ mua vào, đúng không ạ? Về cái tính thanh khoản. Cái thứ hai về tin tức minh bạch, về cái tin tức minh bạch hay còn gọi là về cái báo cáo doanh thu đó anh chị, ở trên thị trường truyền thống á, thì cái việc báo cáo doanh thu ở thị trường chứng khoán cơ sở bên mình á hay là Việt Nam á, nó rất là hơi mơ hồ và nó không quá là minh bạch. Bởi vì sao ạ? Ở thị trường Việt Nam họ sợ đánh thuế, đúng không anh chị? Nên khi họ làm báo cáo doanh thu, thông thường họ sẽ làm báo cáo doanh thu có thể là nhỏ hoặc là có thể là bị âm, nên họ sẽ bị giảm thuế đó. Nhưng thực chất ra thì họ có một cái tiềm năng tăng trưởng ở công ty rất là nhiều, nên cái việc nên cái việc mà báo cáo doanh thu ở Việt Nam á nó sẽ dễ giả mạo hơn và làm cho người đầu tư ở thị trường chứng khoán cơ sở Việt Nam á sẽ hơi rủi ro, rất là rủi ro, bởi vì họ đầu tư vào những cái công ty không quá là minh bạch, đúng không anh chị? Còn ở thị trường chứng khoán quốc tế, ở đây mình đầu tư vào những cái công ty số 1 của thế giới. Anh chị nên nhớ cái điều này. Vào những cái công ty số 1 của thế giới nên cái tính minh bạch và cái tính về pháp lý pháp luật nó rất là cao. Nên anh chị phải khi mà đầu tư ở trên thị trường này, anh chị nên đầu tư vào những cái công ty số 1 của thế giới. Nên cái việc đầu tư vào những công ty này thật sự rất là an toàn và rất là tốt, đúng không ạ? Và điều thứ ba đó là về tính hai chiều. Thì ở thị trường truyền thống thì sẽ có một chiều thôi, có nghĩa là mình sẽ nên đặt một cái lệnh mua thôi và mình mua, nó tăng bao nhiêu anh chị có lời bấy nhiêu, nó giảm thì chắc chắn anh chị sẽ bị lỗ hoặc là bị âm nếu mà bán ra đó. Còn ở thị trường chứng khoán quốc tế phái sinh bên em thì anh chị sẽ có cái tính hai chiều luôn, có nghĩa là lệnh buy lệnh sell lúc nãy như em nói. Buy có nghĩa là mình sẽ mua tại mức giá này và nếu nó tăng lên anh chị sẽ có lợi nhuận. Còn nút sell có nghĩa là sao, hay là gọi là lệnh bán khống á, thì khi mà anh chị mà biết được cái xu hướng nó giảm xuống, anh chị đặt giúp em một lệnh sell thì ngay tại giá hiện tại nó giảm xuống bao nhiêu anh chị có lời bấy nhiêu luôn đó, nên anh chị có thể tối đa hóa được lợi nhuận được ở trên thị trường này. Và về phần vốn đầu tư, ở đây vốn đầu tư hay còn gọi là em nói một cái thuật ngữ ở trong chuyên ngành đó, đó là đòn bẩy. Thì ở đây đòn bẩy nó sẽ hỗ trợ cho anh chị
Khi mà ví dụ như đầu tư ở trên thị trường chứng khoán cơ sở, thì khi nếu mà anh chị đầu tư ở trên thị trường này hay là chứng khoán Việt Nam ấy, thì anh chị phải bỏ ra cái số vốn tầm khoảng là 1 tỷ, 2 tỷ trở lên, anh chị mới có một cái đòn bẩy là 1, 2, 1, 3. Đúng không ạ? Có nghĩa là ví dụ như anh chị mua cái sản phẩm đó, anh chị chỉ cần bỏ ra là một nửa thôi. Được không? Nếu mà với vốn là tầm khoảng 1 tỷ, 2 tỷ trở lên. Và rất là hiếm khi mà được sử dụng cái đòn bẩy này. Còn ở thị trường chứng khoán phái sinh quốc tế bên em thì anh chị được mua tại những cái đòn bẩy, mức đòn bẩy mà các sàn giao dịch hỗ trợ cho anh chị. Ví dụ như sàn bên em đi, đối với đầu tư vào cổ phiếu anh chị chỉ cần là sử dụng đòn bẩy là 1/50, nghĩa là anh chị chỉ cần bỏ ra 1/50 của cái giá trị thật của một cái cổ phiếu. Ví dụ như một cổ phiếu có giá là 100 đô, anh chị chỉ cần bỏ ra tầm khoảng là 2 đô trên một cái cổ phiếu đặt cọc thôi ạ. Được không anh chị? Nên khi đầu tư trên thị trường này, anh chị chỉ cần bỏ ra chi phí rất thấp nhưng mà cái lợi nhuận đem đến cho anh chị thật sự rất là tiềm năng và rất là cao. Tiếp tục anh chị nhé. Lý do nên đầu tư vào cổ phiếu. Thực sự ra ở đây hầu hết tất cả các nhà đầu tư họ lúc nào cũng thắc mắc tại sao mình lại chọn cổ phiếu mà không chọn vào những cái hình thức giao dịch khác, ví dụ như là Forex, vàng dầu, đúng không? Thứ nhất là ở đây em cũng đưa ra một số lý do, đó là dễ tiếp cận và sử dụng. Thì thông thường anh chị ở đây á, nếu mà anh chị là người hay đi mua bán hay là sử dụng các sản phẩm thì anh chị cũng biết ha. Ví dụ như anh chị hay uống sữa đi, sữa Ensure đi, thì anh chị sẽ biết đến là sữa Ensure là do tập đoàn Abbott bán ra. Thì khi ví dụ như mà không chỉ một mình anh chị mua sữa Ensure để dùng mà có rất là nhiều người tiêu dùng ở thị trường Việt Nam hiện nay, ví dụ như là ở cho các mẹ này, cho các người lớn tuổi hay là các vị trung niên thì họ cũng sẽ sử dụng sữa này rất là nhiều và làm cho doanh thu của công ty này lên rất là cao. Bởi vì vậy thì khi đó anh chị sẽ nên mua cái những cái cổ phiếu này, thì khi đó người ta sẽ chi trả lợi nhuận cho những người đang sở hữu cái cổ phiếu của họ, đúng không ạ? Ví dụ như anh chị mua iPhone đi, thông thường ví dụ như iPhone 12, iPhone 11 nó ra đi thì khi đó người ta sẽ mua những cái sản phẩm này rất là nhiều, đúng không chị? Nên khi đó thì làm lời cho tập đoàn Apple nó rất là nhiều. Thì thay vì vậy, nếu mà anh chị đang làm giàu cho người ta thì anh chị nên hãy suy nghĩ xa hơn một chút, là anh chị hãy làm giàu cho chính mình dựa vào cái hình thức là mua iPhone. Ví dụ như bây giờ anh chị mua sở hữu một cái cổ phiếu của Apple đi, thì khi mà càng nhiều người tiêu dùng họ mua sở hữu cái điện thoại iPhone này thì khi đó giá trị doanh thu của tập đoàn Apple nó tăng lên, đồng nghĩa với việc là anh chị cũng sẽ đang có cái lợi nhuận từ cái cổ phiếu Apple này, đúng không anh chị? Rồi, tiếp tục thì lý do thứ hai đó là phù hợp với những nhà đầu tư bận rộn, đúng không ạ? Thì thị trường này cũng khá là linh động và cái việc mà giao dịch đó ở đây cũng rất là tốt cho anh chị. Thông thường giao dịch ở trên thị trường này thì không phải là 24 trên 24 mà giao dịch ở trên thị trường này chỉ là từ thứ hai tới thứ sáu, và đối với cổ phiếu Mỹ thì tầm khoảng là từ 9 giờ 35 tối và bắt đầu mở phiên rồi. Còn đối với cổ phiếu Âu thì anh chị có thể giao dịch tầm khoảng là 3 giờ 05 chiều, được không ạ? Nên đây là những cái khung giờ rất là rảnh rỗi cũng như là khung giờ tốt nhất cho anh chị giao dịch. Còn nếu ví dụ như vào những cái khung giờ mà hành chính đi thì thật sự rất là khó cho anh chị trong cái quá trình giao dịch và chốt lãi. Ở thị trường này cũng khá là ít khi biến động và dễ theo dõi nhưng các bạn đầu tư thì ở đây thì ít biến động, thì đối với một số cổ phiếu ví dụ như là cổ phiếu có giá thấp thì cái thật sự là biến động nó rất là nhỏ. Nhưng nếu mà anh chị nào muốn đầu tư vào những cái cổ phiếu mạnh đi, có tốc độ tăng trưởng tốt thì anh chị có thể đầu tư vào những cái cổ phiếu ví dụ như là cổ phiếu Tesla này, đúng không hả? Hay là những cái cổ phiếu ví dụ như là Amazon. Đây là những cái cổ phiếu có thể là tăng trưởng tầm khoảng là một phiên của nó tầm khoảng là mấy chục giá, thậm chí là mấy trăm giá là chuyện bình thường. Và nếu anh chị nào có thời gian nhiều thì anh chị có thể giao dịch và lướt sóng những cái cổ phiếu này. Một phiên của anh chị ở đây thì có một số anh chị đã giao dịch cổ phiếu Tesla rồi và họ có thể là nhân đôi nhân ba cái tài khoản. Hoặc thậm chí nếu mà họ giao dịch lớn mà cái sự kiểm soát hoặc là đo lường cái sự biến động của họ không tốt thì họ có thể là dẫn đến là làm cho tài khoản của họ gặp nguy hiểm. Rồi. Và lý do cuối cùng đó là dễ dàng tìm hiểu về được thông tin. Thì thông thường thì các tập đoàn công ty lớn thì anh chị khi mà lên mạng Google đi tra ra thì chắc chắn là sẽ có rồi những cái thông tin này. Và ngoài ra bên em có hỗ trợ những cái trang web ví dụ là investing.com hay là Investor, đúng không ạ? Thì ở đây em cũng xin giới thiệu cho anh chị luôn một số cái trang web bên em. Ở đây, ví dụ như cái trang investing.com đi. Đó. Thì nó sẽ hiện lên cái cổ phiếu JP Morgan, cái cổ phiếu lúc đầu mà em nói, đúng không chị? Thì hiện tại nó sẽ hiện lên luôn là ở đây là cái giá của nó là bao nhiêu, 125, phiên trước đó nó giảm là 0,33 giá, đúng không chị?
Và ở đây nó sẽ có cái biểu đồ này, lịch sử này. Ví dụ ở đây em hiện lên là 2020 này, ngày 10 tháng 9, ngày 8 tháng 9 này. Đúng không? Ngày 20 17 tháng 8 này, đúng không chị? Nó sẽ hiện lên các mốc lịch sử cũng như là cái dữ liệu cho anh chị biết được. Ở đây thì sẽ có cái mục tài chính. Thì mục tài chính ở đây thì anh chị có thấy không? Đây là phần cổ tức nè, thu nhập nè. Thì ở đây sẽ có những cái báo cáo doanh thu cũng như là cái cổ tức mà họ sẽ định ngày chia cổ tức cho những người mà đang nắm giữ cổ phiếu của họ. Thì ví dụ như đây là báo cáo doanh thu. Thì thông thường ở đây anh chị thấy không? Cái màu xanh nó sẽ hiện lên xu hướng tăng và cái màu đỏ sẽ thể hiện xu hướng giảm. Thì những ngày trước đó thì cái doanh thu của nó vẫn tăng trưởng rất là đều, dự báo là 28,22 tỷ nhưng mà nó ra lại 29,94 tỷ, nó tăng tầm khoảng là 1 tỷ hơn, đúng không ạ? Còn ở đây năm nay nó đã dự báo là tầm khoảng vào ngày 15 tháng 1 này nó sẽ ra báo cáo doanh thu là dự báo là 27,77 tỷ, thì khả năng nó sẽ tăng trưởng rất là mạnh trong cái đợt doanh thu này. Bởi vì sao anh chị? Đối với cái cổ phiếu JP Morgan này thì anh chị cũng biết rồi, cái vào thời điểm mà cuối năm nay thì sẽ có diễn ra các sự kiện lớn, ví dụ như là Noel hay là Tết đến, đúng không ạ? Thì cái xu hướng các nhà đầu tư hay là những người tiêu dùng họ sẽ đi vay vốn rất là nhiều, đúng không anh chị? Và vay vốn là vay ở đâu? Vay ngân hàng chứ ở đâu nữa? Thì đó, thì khi đó thì cái doanh thu của các công ty tập đoàn ngân hàng nó sẽ làm ăn ra rất là tốt. Thì thay vì đó thì mình nên mua những cái cổ phiếu này, thì khi doanh thu nó tăng thì đồng nghĩa với việc là giá trị cổ phiếu cũng tăng, đúng không anh chị? Và ngày 5 tháng 1 này nó cũng sẽ chia cổ tức nữa. Thì ở đây anh chị có thể bấm vào cái mục cổ tức này. Trang web investing.com nha anh chị. Đó. Thì vào ngày 5 tháng 1 nó có ghi đây. Ngày 5 tháng 1 năm 2021 nó sẽ chi trả cổ tức là 0,9 đô trên một cái cổ phiếu. Vậy thì bây giờ anh chị nắm giữ 100 cổ phiếu, anh chị sẽ có chắc chắn là tầm khoảng là 90 đô vào ngày 5 tháng 1 này. Anh chị lưu ý giúp em. Đúng rồi. Ngoài ra chưa kể về cái sự tăng trưởng. Đấy. Ở đây thì em giới thiệu sơ thôi về cái trang web này. Cái trang web thứ hai anh chị có thể là xem. Đó là Investor, đúng không ạ? Anh chị bấm vào mục trang chủ này giúp em. Thì ở đây nó sẽ hiện lên những cái thông tin mà anh chị muốn giao dịch về cổ phiếu cũng như là forex, vàng, dầu, tất cả mọi thứ luôn anh chị ha. Và ví ở đây là mình quan tâm về cổ phiếu thì ở đây này. Ví dụ như cổ phiếu Apple đi. Apple dẫn đầu nhóm Big Tech nè, đúng không ạ? Đó, lập kỷ lục mới. Ở đây có rất nhiều thông tin. Còn ví dụ như anh chị muốn xem thông tin riêng của cổ phiếu JP Morgan thôi, cổ phiếu về ngân hàng này. Đây, anh chị chỉ cấm lên CPM, đúng không ạ? Anh chị sẽ hiện ra là thương vụ chia cổ tức của ngân hàng JP Morgan này vào ngày 28 tháng 12, có nghĩa là cách đây 2 ngày thôi. Và đây là một cái cổ phiếu là rất là hot trong năm nay cũng như là đầu tháng 1, đúng không anh chị? Đó, nó sẽ ra này, kết quả kinh doanh quý 3 2020 lạc quan một cách cẩn trọng này, nhận định của các chuyên gia về thương vụ này. Rất là nhiều thông tin để có anh chị có thể nắm bắt và có thể đầu tư vào những cái cổ phiếu này, đúng không? Quay lại bài học một xíu. Thì cái ưu điểm của việc đầu tư vào cổ phiếu chia cổ tức ở đây. Thứ nhất là cái lợi nhuận chắc chắn từ việc chia cổ tức. Ở đây thì khi ví dụ như anh chị nắm giữ và sở hữu cái cổ phiếu và duy trì cái lệnh mua đối với cổ phiếu, ví dụ như cổ phiếu JP Morgan đi, từ đây cho tới ngày 5 tháng 1, thì chắc chắn anh chị sẽ có được cái mức lợi nhuận là 0,9 đô trên một cái cổ phiếu. Khi mà anh chị nắm giữ 1.000 cổ phiếu, anh chị sẽ có 900 đô. 100 cổ phiếu anh chị sẽ có chắc chắn là 90 đô, đúng không ạ? Rồi, ok. Vậy tiếp tục tiềm năng tăng trưởng cận ngày chia có nghĩa là sao ạ? Ví dụ như không chỉ anh chị biết được là cái thông tin là vào ngày 5 tháng 1 này anh chị sẽ chi trả các cái công ty JP Morgan này nó sẽ chi trả lợi nhuận cho anh chị, đúng không ạ? Thì tất cả mọi người ở đây họ sẽ mua và nắm giữ cái cổ phiếu này càng nhiều, đồng nghĩa với việc là số lượng cổ phiếu càng được nắm giữ thì cái giá trị doanh thu cũng như giá trị của cổ phiếu này càng tăng trưởng rất là cao, đúng không ạ? Thì khi đó thì anh chị mua và nắm giữ càng sớm thì cái giá trị cổ phiếu nó tăng lên, anh chị cũng đồng nghĩa với việc có lợi nhuận. Ví dụ như giá của nó hiện tại tầm khoảng là 125, thì khi đó từ đây cho tới ngày 5 tháng 1 nó có thể tăng lên tầm khoảng là 127, có nghĩa là tăng hai giá. Thì khi đó anh chị nắm giữ 100 cổ phiếu đi thì anh chị chắc chắn sẽ có lợi nhuận là 200 đô rồi, đúng không ạ? 200 đô ở Việt Nam, thị trường Việt Nam hiện nay cũng gần là tầm khoảng là gần 5 triệu rồi đó anh chị. À, mà từ đây đầu tư cho tới ngày 5 tháng 1 đi, có nghĩa là 6 ngày mà trong một tuần mà anh chị kiếm được tầm khoảng là 5 triệu, bằng một tháng lương của rất là nhiều người, đúng không ạ?
Đó, chưa kể về cái lợi nhuận về cổ tức nữa. Thêm tầm khoảng là 100 cổ phiếu đi, nó là tầm khoảng 90 đô đúng không chị? Là tầm khoảng là 2 triệu. 2 triệu hơn. Đúng không chị? Tầm khoảng là 2 triệu. Thì khi đó anh chị sẽ cộng thêm được 2 triệu nữa. Tương ứng là cộng thêm lợi nhuận cổ tức cũng như là lợi nhuận về tăng trưởng tầm khoảng là 290. 290 là tương ứng là tầm khoảng là gần 7 triệu. Em cho ví dụ vậy, gần 7 triệu là cũng bằng là một tháng lương của một người. Đúng không ạ? Mà anh chị đầu tư trong vòng một tuần. Thực sự là một cái tiềm năng rất là tăng trưởng rất là tốt. Tiếp tục nhé. Làm sao để biết là chi cổ tức ở đâu thì ở lúc nãy em có giới thiệu cho anh chị rồi. Ở trên trang investing.com, sau đó anh chị sẽ cần bấm vào cái mục tài chính rồi chọn cái phần cổ tức là nó sẽ hiện ra rồi. Và ngoài ra trên Investor nó cũng sẽ hiện ra cái cổ tức sắp tới chi cổ tức. Anh chị có thể vào trang lịch kinh tế sau đó chọn lịch cổ tức được không anh chị? Có rất là nhiều group mà hỗ trợ tin tức cho anh chị. Ngoài ra ví dụ như ở bên em đi sẽ có những cái group tín hiệu, ví dụ như là group hỗ trợ DK lệnh thương vụ nè, thì sẽ hỗ trợ cho anh chị là lệnh này cũng như là những cái xu hướng. Và ngoài ra khi mà anh chị đầu tư ở trên thị trường bên em thì sẽ có những các bạn chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật cũng như là đồng thời các bạn nhân viên hỗ trợ trực tiếp hỗ trợ cho anh chị những lệnh cũng như là cái mức khối lượng phù hợp với cái nguồn vốn của mình. Không phải cái nguồn vốn nào mình cũng sẽ mua những cái khối lượng đó, mà tùy thuộc vào cái những cái nguồn vốn nhỏ hay lớn thì sẽ có những cái mức khối lượng khác nhau. Đấy, anh chị phải cân nhắc cái điều này. Và đặc biệt là anh chị sẽ canh được những cái vùng giá mua và giá bán hợp lý. Ví dụ như một số nhà đầu tư mà không có biết mua những cái vùng giá nào, họ có thể sẽ mua những cái vùng giá đáy, đúng không ạ? Hoặc có thể là mua những cái vùng giá đỉnh. Thì thật sự là rất là rủi ro cho anh chị khi mà đầu tư. Đấy, nên khi mà anh chị mua và giao dịch ở trên thị trường này sẽ có những cái bạn chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ và cũng như là các bạn nhân viên hỗ trợ tư vấn cho anh chị, đúng không ạ? Và ở đây sẽ là hai kèm một cũng như là các hội nhóm hỗ trợ cho anh chị tốt nhất. Rồi ở đây là một cái hình anh chị thấy không ạ? Trên giao diện hình màn ảnh của anh chị á, là đây là cái hình thức chi cổ tức, đúng không chị? Nó sẽ có định ngày cũng như là cái mức chi cổ tức cho anh chị luôn và cái giá hiện tại ở đó. Ví dụ như đối với cổ phiếu một cổ phiếu thì Johnson đi. Anh chị ở đây chắc là trong mùa dịch anh chị cũng hay dùng nước rửa tay rất là nhiều đúng không ạ? Thì sữa tắm Baby Johnson này, nước rửa tay Johnson này, đúng không ạ? Đây là một cái thương hiệu rất là lớn cho anh chị. Thì khi ví dụ như mà vào ngày ví dụ như ngày 20 tháng 8 đi, anh chị mua 100 cổ phiếu thì tới ngày đúng ngày 28 tháng 8 này, có nghĩa là 8 ngày nữa thì anh chị sẽ có lợi nhuận là tầm khoảng bao nhiêu ạ? 100 cổ phiếu anh chị sẽ có chắc chắn là 25 đô. Đó. Thế anh chị thấy ở đây không ạ? Ở đây giá nó chia cổ tức rất là rẻ. Nhưng mà đối với cái cổ phiếu JP Morgan này, nó chia cổ tức lên đến là tầm khoảng 0.9, nên anh chị phải cân nhắc và mua càng sớm càng tốt giúp em nhé. Đúng không ạ? Ở đây sẽ có rất là nhiều cổ phiếu sắp chia. Đây là những cái cổ phiếu sắp chia. Thì anh chị có thể xem ở trên trang Investor, đúng không ạ? Thì sắp tới đây sẽ có những cái cổ phiếu sắp chia, ví dụ như là Total về mảng xăng dầu, chắc anh chị ra là đổ xăng anh chị cũng biết ha, nhìn lên cái thương hiệu của nó thôi là Total, đúng không ạ? Vào ngày 4 tháng 1 này, JP Morgan, cái con cổ phiếu mà đang tâm đắc rất tâm đắc nhất, đúng không ạ? Vào ngày 5 tháng 1. Rồi, Mastercard thì thông thường ở đây em nghĩ là anh chị nên quan tâm về con Mastercard này một xíu nhé. Vì cái Mastercard ở đây á, khi mà giao dịch về cái con này, thật sự đây là một cái cổ phiếu rất là tiềm năng và rất là đẹp. Cái xu hướng tăng trưởng nó rất là tốt và ổn định. Thì Mastercard thì thông thường chắc anh chị cũng biết những cái thẻ thanh toán ghi nợ, đúng không ạ? Đó, trong cái đợt dịch nó cũng tăng trưởng rất là tốt. Bởi vì sao ạ? Người ta thanh toán online rất là nhiều. Thì ở đây mình nên bắt kịp về xu thế và xu hướng của thị trường. Thì ví dụ như dịch bệnh thì mình nên đầu tư vào các mảng về dịch vụ y tế nè. Hoặc là ví dụ như chiến tranh xảy ra thì mình đầu tư vào những cái công ty tập đoàn về vũ khí, ví dụ vậy. Đó anh chị nên cân nhắc và đầu tư vào những cái cổ phiếu nào mà phù hợp với xu hướng của thị trường. Ví dụ như về y tế là Pfizer này cũng vào ngày 28 tháng 1 nè. Đó. Tiếp đến sẽ là thương vụ sau lớp học và đây là nội dung cuối cùng của buổi học ngày hôm nay, đó là thương vụ sau lớp học.
Thì ở đây là em cũng nói sơ về cái cổ phiếu JP Morgan này, được không anh chị? Thì JP Morgan là một trong những ngân hàng lớn nhất của thế giới. Nó đứng hiện tại đang là vị trí thứ 6 trên toàn thế giới, chỉ sau những cái ngân hàng của Trung Quốc thôi. Bởi vì anh chị cũng biết ha, lượng người Trung Quốc ở số dân ở Trung Quốc nó rất là đông. Nên các ngân hàng lớn thông thường sẽ tập trung vào thị trường Trung Quốc là chủ yếu. Nên ở đây JP Morgan đang xếp hạng vị trí thứ 6 trên toàn thế giới và hiện tại nó đang là một trong những ngân hàng lâu đời nhất ở thế giới luôn. Và hiện tại nó có trụ sở tại thành phố New York, đúng không ạ? Và tài sản của tập đoàn này hiện lên đến là tầm khoảng là 2.600 tỷ USD. Đúng không ạ? Rồi. Hiện tại thì công ty này hoạt động lĩnh vực về ngân hàng đầu tư và dịch vụ tài chính. Như em nói rồi, vào thời điểm cuối năm nay thì ngân hàng sẽ là những người mà thu lợi nhuận nhiều nhất bởi vì hình thức cho vay cũng như là gửi tiết kiệm rất là nhiều. Thông thường thì anh chị cũng biết khi mà số lượng người mà gửi tiết kiệm rất là nhiều đúng không ạ? Và ngân hàng thì ngân hàng sẽ lấy cái số tiền đó đi đầu tư. Đúng không chị? Đi đầu tư thông thường là họ sẽ đầu tư vào chứng khoán là chủ yếu. Và khi đó họ có lợi nhuận họ sẽ chi trả lại cho anh chị những người mà đang gửi tiết kiệm. Bởi vậy ở đây một số anh chị cũng có thắc mắc á, là lý do vì sao mà ông không mà gửi tiền đó mà ông không ngân hàng lại chi trả bỏ thêm cả vốn lượng lãi nữa. Đấy. Thì em cũng xin nói thật sự luôn, thì thông thường người ta sẽ bằng hình thức là huy động vốn như vậy á, là gửi tiết kiệm là để họ đầu tư vào những cái thị trường chứng khoán này và họ có thể sinh sản thêm cái lợi nhuận. Thay vì đó những người mà tập đoàn lớn mà họ có thể làm được thì tại sao mình lại không? Đúng không anh chị? Thì mình nên đầu tư vào cái hình thức chứng khoán phái sinh quốc tế này và cái tính thanh khoản nó rất là nhanh để anh chị cứ yên tâm. Khi nào anh chị muốn có cái tiền mà chi trả hoặc là cái thu lợi nhuận thì anh chị cứ đầu tư trên thị trường này giúp em. Đúng không ạ? Ở đây thì lúc nãy em có cho anh chị xem rồi về cái doanh thu cũng như là cái cổ tức đối với cổ phiếu này. Đó, thì cái doanh thu năm nay sẽ dự báo nó sẽ tăng đó chị ha. Thì doanh thu cuối năm của JP Morgan thì thường được dự báo là khá tốt. Và cái mức lợi nhuận của JP Morgan này là luôn luôn ổn định qua các quý. Anh chị lưu ý giúp em là vào ngày 5 tháng 1 2021 này, cổ JP Morgan này sẽ chi trả cổ tức cho các người đang sở hữu cổ phiếu của họ là 0,9 đô trên một cái cổ phiếu. Ở đây sẽ là cái biểu đồ của lịch sử của cái cổ phiếu JP Morgan này. Thế anh chị nên lưu ý giúp em, hiện tại cái mức giá của nó là tầm khoảng là 125 đô trên một cái cổ phiếu và cái giá đỉnh của nó trong lịch sử quá khứ là tầm khoảng là 141 đô lận. Nên ở đây là một cái ngưỡng giá trung bình và cái ngưỡng giá có thể duy trì tăng trưởng rất là mạnh trong thời gian tương lai, đặc biệt là vào đỉnh điểm là ngày 5 tháng 1, đúng không anh chị? Thì khi đó thì cái giá này có thể sẽ vượt qua một ngưỡng là tầm khoảng là 130. Ở đây cái ngưỡng này cũng là khả năng đạt đến là lên đến rất là cao. Vì hiện tại nếu mà từ 125 mà nó tăng lên tầm khoảng là 130 đi thì anh chị đã có lợi nhuận là tầm khoảng 5 giá. Ví dụ như anh chị nắm giữ 100 cổ phiếu anh chị đã có lợi nhuận là bao nhiêu ạ? Tầm khoảng là 500 đô rồi. 200 cổ phiếu là tầm khoảng là 1.000 đô rồi đúng không chị? Mà 100 cổ phiếu anh chị được thêm là 90 đô, 200 cổ phiếu anh chị đã có được tầm khoảng là 180 đô rồi. Đây là lợi nhuận về cổ tức nữa. Đúng mà. Đó nên anh chị phải mua càng sớm càng tốt bởi vì ví dụ như bây giờ anh chị còn chần chừ đúng không? Hôm nay anh chị chần chừ thì tới ví dụ như ngày mai đi, ngày mai là ngày thứ năm thì giá có thể là lên đến tầm khoảng là 126. Rồi tới ngày thứ sáu nó lên tầm khoảng 127. Bộ trả lại anh chị lại mua tại những cái mức giá đó, chi phí cơ hội của anh chị mất hết. Anh chị nên lưu ý giúp em điểm này. Và nếu mà mình đã thực sự đầu tư thì mình nên bắt kịp những cái cơ hội và đừng có bỏ lỡ. Cơ hội nó đến chỉ có một thôi. Đúng là một số anh chị có hay nói cơ hội nó nhiều mà em. Nhưng ở đây người ta đang nói cơ hội là cơ hội tiềm năng nhất, tốt nhất. Chứ không phải là cái cơ hội nào cũng đại trà. Anh chị hiểu không? Đã gọi là nếu mà cơ hội nào mà cũng đại trà như vậy, thực sự là nó không phải là cơ hội nữa. Đã gọi là cơ hội là phải là cơ hội là cơ hội lớn nhất, tốt nhất. Đúng không anh chị? Thế hiện tại đang có một số thông tin rất là tích cực cho thị trường đầu tư vào cái cổ phiếu JP Morgan này. Thế anh chị nên lưu ý giúp em, thứ nhất đó là
Cái gói cứu trợ kích thích hiện tại đang ở mức là tầm khoảng là 900 tỷ đã được thông qua và làm cho giá cổ phiếu này tăng tầm khoảng từ 2 đến 3 giá trong các phiên gần đây. Thì hiện tại thì Donald Trump cũng đang đưa ra một số chính sách là hỗ trợ một gói cứu trợ mới và nó lên đến tầm khoảng là 2.300 tỷ. Thì có cái con số này cũng rất là cao và khả năng nếu mà được đáp ứng cái gói cứu trợ này thì khả năng cái cổ phiếu này có thể sẽ lên đến giá trị cổ phiếu nó có thể lên đến tầm khoảng là 130, thậm chí là tầm khoảng là 135 đô trên một cái cổ phiếu lần đó anh chị. Vì đây là cái gói cứu trợ này sẽ hỗ trợ cho cái nền tài chính của Mỹ đúng không ạ? Thì thay vì đó những cái ngân hàng đặc biệt là ngân hàng lớn như là JP Morgan nó sẽ được tăng trưởng lên đến rất là cao. Và hiện tại thì cái dịch bệnh về COVID nó cũng đang được thực sự là đang được kiểm soát rất là nhiều và cũng có rất là tín hiệu tích cực trong cái thị trường vaccine, thì anh chị có thể là cân nhắc mua cổ phiếu này càng sớm càng tốt. Bởi vì sao ạ? Khi mà đã kiểm soát được cái dịch bệnh rồi thì khả năng cổ phiếu này lên đến là tầm khoảng 135 thậm chí 140, thực sự là lên những cái con số đó rất có thể sẽ xảy ra và mình có thể là đạt được những cái lợi nhuận trong tương lai. Mỹ thì em cũng nói rồi, nếu mà đã gọi là nền kinh tế của nước Mỹ thì thật sự ra không có một cái xu hướng nào ví dụ như là công ty đó phá sản đâu anh chị ha. Khi mà ví dụ như đối với thằng ví dụ như thằng Boeing đi, Boeing máy bay đúng không ạ, về du lịch, cái đợt dịch vừa rồi nó vẫn không phải, nó không bị kiểu giống như là nhiều người cứ nghĩ là nó sẽ có thể là sẽ bị chấn an cũng như về phá sản đó. Thì thật sự rất là nhiều người đặt cái một cái tâm lý sợ lo sợ rủi ro. Nhưng thật sự ra anh chị nên quên đừng có quên rằng Boeing là một trong những tập đoàn về hãng máy bay du lịch lớn nhất của thế giới. Thì khi đó ví dụ như có tình trạng mà hao hụt về doanh thu hay là về cái nhu cầu đi lại thì khi đó Mỹ nó sẽ bơm tiền cho những cái tập đoàn này. Và đặc biệt là cái cổ phiếu JP Morgan này cũng là những ngân hàng lớn nhất của thế giới thì nó cũng sẽ được hỗ trợ các gói cứu trợ cũng như là cái việc mà bơm tiền thêm đúng không ạ? Nên chị đừng có quá lo lắng. Nếu mà lo lắng thì anh chị nên lo lắng ở thị trường Việt Nam là hơn. Bởi vì thị trường Việt Nam thật sự là không quá tiềm năng như anh chị nghĩ đâu. Nhá. Cái đợt cách đây tầm khoảng là một tuần, chưa đến một tuần, thì thị trường Việt Nam đã bị chao đảo và bị giảm sút rất là trầm trọng, làm cho nhiều người phải bán tháo ra bị âm đó anh chị. Nên đôi khi anh chị phải cân nhắc khi mà đầu tư trên thị trường Việt Nam. Thì ở đây em cũng sẽ đưa ra một cái bài toán lợi nhuận cũng khá là hay cho anh chị khi mà anh chị đầu tư vào cái cổ phiếu này. Ví dụ như hiện tại giá của nó là tầm khoảng là 125 đô trên một cái cổ phiếu. Thì khi ví dụ như lúc đầu em có nói anh chị đầu tư trên thị trường này, anh chị không phải bỏ ra mua 125 đô, 125 đô để mua một cổ phiếu, mà anh chị chỉ cần bỏ ra 1 phần 50, anh chị lưu ý giúp em, 1 phần 50 của 125 đô đó thôi. Có nghĩa là anh chị chỉ cần bỏ ra bao nhiêu ạ? Lấy 125 đô, anh chị chia cho 50, anh chị chỉ cần đặt cọc là tầm khoảng là 2,5 đô trên một cái cổ phiếu. Vậy thì với từng mức vốn ở đây, em có đưa lên một cái bảng. Ví dụ như với số vốn là tầm khoảng là 5.000 đô, anh chị chỉ cần bỏ ra số lượng mua một 500 cổ phiếu đúng không ạ? 500 cổ phiếu thì anh chị chỉ cần là đặt cọc hết là tầm khoảng bao nhiêu ạ? Anh chị lấy 500 đô này, 500 cổ phiếu này anh chị nhân cho 2,51 giúp em, có nghĩa là số tiền đặt cọc của một cổ phiếu thì anh chị sẽ ra được cái mức ký quỹ của 500 cổ phiếu là tầm khoảng bao nhiêu ạ? 1.255 đô đúng không? Cái tiền cổ tức mà anh chị nhận được là tầm khoảng bao nhiêu ạ? 0,9 đô trên một cái cổ phiếu. Vậy thì 500 cổ phiếu anh chị sẽ có lợi nhuận cổ tức chắc chắn là tầm khoảng là 450 đô. Và cái tiền tăng trưởng nếu mà tăng tầm khoảng bao nhiêu giá à? Tăng 10 giá. Thì anh chị nhân cho 500 cổ phiếu nữa, anh chị sẽ được ở tầm khoảng là 5.000. Đúng không anh chị? 10 nhân 500 là 5.000. Và cái tổng lợi nhuận mà anh chị nhận được là nhiêu ạ? Lấy tiền cổ tức cộng thêm cái tiền tăng trưởng. Thì anh chị sẽ ra lợi nhuận là 5.450. Với cái số vốn là tầm khoảng 5.000. Mà anh chị nhận được là tầm khoảng 5.450. Thật sự đây là một cái con số tỷ suất lợi nhuận bao nhiêu ạ? Hơn 100%. Đúng không anh chị? Hơn 100%. Và đầu tư bao nhiêu? Từ đây cho tới ngày 5 tháng 1. Đúng không ạ? Ở đây cái tiền cổ tức là tiền chắc chắn mà anh chị nhận được anh chị ha. Còn cái về cái tiền tăng trưởng thì phải phụ thuộc cái xu hướng của thị trường. Và hiện tại theo các chuyên gia bên em nhận định rằng cổ phiếu này có thể sẽ tăng trưởng lên đến là tầm khoảng từ 3 đến 5 giá đó anh chị. Anh chị nên cứ yên tâm về vấn đề này. Và phù hợp với các mức vốn khác nhau, ví dụ là 10.000, 20.000, ví dụ vậy. Thì 10.000 số lượng mua 1.000 cổ phiếu đi.
thì cái mức đặt cọc của anh chị là tầm khoảng là 2.510 đối với 1.000 cổ phiếu, và tiền cổ tức anh chị chắc chắn nhận được là tầm khoảng là 900 đô cho 1.000 cổ phiếu, tiền tăng trưởng tăng 10 giá lời 10.000 đô, và tổng lợi nhuận của anh chị nhận được là 10.900 đô. Ok anh chị nhé. Rồi, không biết là anh chị nào thắc mắc về những cái điều mà em vừa chia sẻ cho anh chị, và những thắc mắc về những cái thương vụ của cổ phiếu JP Morgan này. Ở đây thì em có thấy thì ở đây em có thấy dạ thì ở đây em có thấy là anh Thiện Hùng. Anh Thiện Hùng có đặt câu hỏi là vốn anh có 50 triệu thì anh mua được bao nhiêu cổ em? Thì ở đây 50 triệu thì em cho tương ứng là tầm khoảng là 2.000 đô hơn, đúng không ạ? Thì em cho cái mức là tầm khoảng là 2.000 đô đi. Thì với số vốn là tầm khoảng là 2.000 đô, đúng không ạ? Thì khi đó anh chị mua tầm khoảng, nên lưu ý giúp em, anh chị nên mua tầm khoảng từ 20 đến 30% trên tổng số vốn. Có nghĩa là sao ạ? Thì khi ví dụ như anh chị mua tầm khoảng là 20%, 20 đến 30% trên tổng số vốn của 2.000 là tầm khoảng là bao nhiêu ạ? Là 400 đến 600 đô, đúng không anh chị? Từ 400 đến 600 đô. Thì ở đây em xin chỉnh sang máy tính nha. Rồi ok. Thì với số vốn tầm khoảng là 2.000 đô thì anh chị giao dịch với cái lượng mức ký quỹ á, hay cái mức tiền đặt cọc á, tầm khoảng là từ 400 đến 600 đô, đúng không chị? 400 đến 600 đô. Thì ở đây em cho là tầm khoảng là 400 thôi ha. 400 nó đơn giản. Thì anh chị lấy 400 đô này, anh chị chia cho cái mức ký quỹ của một cổ phiếu giúp em là tầm khoảng bao nhiêu ạ? Là 2.5. Đúng không ạ? Nó sẽ ra cái số lượng cái cổ phiếu mà anh chị nắm giữ được. Vậy thì đối với mức vốn là tầm khoảng 2.000 đô, em sẽ khuyến nghị anh chị là mua tầm khoảng từ 160 được cổ phiếu đổ xuống. Được không anh Thiện Hùng? Đó. Thì với mức vốn tầm khoảng là 50 triệu rồi, tầm khoảng là 2.000 đô hơn, thì anh có thể mua tầm khoảng là 200 cổ đi. Bởi vì mình hơn 2.000 đô mà. Thì khi đó nha, tại sao em lại nói là anh có thể là mua tầm khoảng 200 hoặc là tầm khoảng 160 cổ thôi? Bởi vì sao ạ? Ví dụ nha, bây giờ nếu mà với số vốn 2.000 đô, anh chị ký quỹ 400 đô và mua với 160 cổ phiếu. Vậy thì bây giờ anh chị lấy giúp em, lấy 2.000 đô này. Anh chị trừ giúp em 400 đô ký quỹ. Đúng không ạ? Sẽ còn lại là 1.600 đô. Và anh chị chia giúp em cái số lượng anh chị muốn mua. Số lượng bao nhiêu ạ? À? Lúc đầu là mình tính là 160 đô, đúng không ạ? Thì sẽ ra số 10. 10 ở đây có nghĩa là 10 giá, được không anh chị? Vậy thì bây giờ anh Hùng mua tại mức giá là tầm khoảng là 125 đô đi. Đúng không ạ? À? 125 đô cho một cổ phiếu mà nó giảm 10 giá, có nghĩa là anh đặt lệnh mua tại mức giá là 125 đô mà nó giảm xuống là còn 115 đô thôi, thì khi đó cái tài khoản anh sẽ gặp nguy hiểm, hay còn gọi là tài khoản anh sẽ bị cháy hết nè. Nhưng mà cái mức mua mà tại một giá 125 này, em nghĩ là cái xu hướng nó đang tăng thôi, và nếu mà có giảm thì tầm khoảng là giảm từ khoảng là 3-4 giá là cùng là cao nhất rồi đó. Mà ở đây em tính cho anh ở mức là tầm khoảng là 10 giá luôn, thì thực sự rất là an toàn khi mà anh mua cái mức này. Anh Hùng có hỏi tiếp là anh mua để nhận cổ tức rồi anh đầu tư cổ phiếu khác được không em? Ok, thực sự rất là tốt đó anh. Anh mua ví dụ như anh mua tầm khoảng là 200 cổ đi, anh đầu tư từ đây cho tới ngày 5 tháng 1, đúng không? Anh nhận được cổ tức xong là anh nhận được là tầm bao nhiêu ạ? Là 180 đô, đúng không anh? 180 đô chắc chắn, chưa kể về cái sự tăng trưởng. Sau đó anh chốt, đúng không? Anh chốt xong anh đầu tư vào những cái cổ phiếu mà sắp chia cổ tức khác. Đó. Cũng như một cái hình thức mà đầu tư vào cái cổ tức của cái con JP Morgan này. Rồi. Thì ở đây anh Kim, em có thấy là vào 8.000 thì nên mua bao nhiêu cổ em? Thì
Rồi với một bài toán 8.000 ha. Ở đây. Ví dụ như với số vốn tầm khoảng là 8.000, mình giao dịch 20 đến 30% trên tổng cái số vốn 8.000 thôi là bao nhiêu ạ? 8.000 mình nhân cho tầm khoảng là 1.600 đúng không anh? 20% trên tổng 8.000 là tầm khoảng là 1.600. Anh lấy 1.600 giúp em ha. Sau đó anh chia cho cái mức ký quỹ của một cổ phiếu là tầm khoảng là 2.5. 2.5 đúng không ạ? Và ra tầm khoảng là 1.640 cổ phiếu. Anh nên mua tầm khoảng là 640 cổ phiếu đổ lui anh chị, anh nhé. Đúng không ạ? 640 đô à, 640 cổ phiếu. Bởi vì sao ạ? Khi mua 640 thì anh có thể chịu được bao nhiêu giá? Ở đây em sẽ tính luôn cho anh. Ví dụ như với vốn 8.000 này đi. Anh trừ cho cái mức ký quỹ của tầm khoảng là 640. Đúng không ạ? Đúng rồi, mình tính là 640. Đấy, thì sẽ ký quỹ tầm khoảng là 1.600, mình trừ cho 1.600 đi. Sẽ là tầm khoảng 6.400, mình chia cho 640. Sẽ ra 10 giá. Đúng không ạ? Ok, chịu được 10 giá và em nói thật rồi. Giảm cao lắm tầm khoảng 3 4 giá thôi. Mình tính thấy ở mức là tầm khoảng 10 giá rồi. Thật sự rất là an toàn khi mà anh nắm giữ. Mà anh nắm giữ từ đây cho tới ngày 5 tháng 1 thì anh nhận được chắc chắn là cổ tức rồi. Đúng không ạ? Cái này mình mua qua đâu em? Anh iPhone ấy, hiện tại thì mình có thể mua qua cái app MT4 ha. Mà mình trước tiên thì mình nên tạo một cái tài khoản dkchai.com bên em. Sau đó thì bên em sẽ có các bạn nhân viên hỗ trợ và hướng dẫn anh giao dịch trên phần mềm MT4 luôn. Sau đó mình có thể giao dịch và nạp tiền như thế nào luôn ạ. Bên mình giao dịch ở đâu vậy em? Thì bên mình sẽ giao dịch ở trên một cái phần mềm giao diện MT4. Thì MT4 sẽ dùng chung cho tất cả các sàn luôn và rất là minh bạch, nên chị Ngân Nguyễn ha cứ yên tâm trong quá trình mà giao dịch nhé. Sau khi chị cổ tức giá giảm hơn lợi nhuận nhận được không em? Anh iPhone ơi, ở đây thì anh không chắc anh chưa biết về cái cổ phiếu JP Morgan này rồi. Thì cái đợt trước vào ngày 5 tháng 10 anh, cái đợt mà nó chia cổ tức trước đây á, thì nó sau một tuần khi mà chia cổ tức thì giá cổ phiếu nó tăng tầm khoảng là 4 giá đó anh ạ. Bởi vậy thì có vẻ là khi mà anh mua và nắm giữ cổ phiếu này sau khi chia cổ tức luôn cũng được, bởi vì nó có thể là sẽ tăng trưởng tiếp. Ở đây cái hình thức chia cổ tức chỉ là một cái tiền đề hỗ trợ cho anh chị thôi, là mua và nắm giữ cổ phiếu về sự tăng trưởng đó thôi. Chứ thực sự ra người ta cũng không nghĩ đến cái cổ tức quá nhiều đâu, mà họ nghĩ đến cái sự tăng trưởng. Bởi vì sao ạ? Anh chị nắm giữ 200 cổ đi, 200 cổ thì anh chị sẽ có chắc chắn lợi nhuận cổ tức là bao nhiêu ạ? Là 180 đô. Nhưng mà trong cái thời gian mà anh chị đầu tư từ đây cho tới ngày 5 tháng 1 mà nó tăng tầm khoảng là 3 giá đi, thì đối với 200 cổ chị đã có lợi nhuận lên đến là 600 đô rồi. Đúng không ạ? Gấp 3 lần cái cổ tức. Anh chị thấy không? Rất là tốt. Anh Thiện Hùng ơi, giờ anh mở tài khoản thì lên web bên em phải không? Đúng rồi anh. Lên web dkchai.com á. Đây nè anh à. Cái trang web bên em đây à. Đúng không anh? Anh mở tài khoản đây nè. Bấm vào mở tài khoản Real nè. Sau đó chọn tài khoản Fix nhé. Tài khoản fix cố định á, MT4 cho kế tiếp và điền một số thông tin tài khoản giúp em. Sau đó nó sẽ chuyển thẳng trực tiếp vào cái email của anh, đúng không ạ? Và anh chỉ cần lấy cái tài khoản đó, anh đăng nhập lên cái MT4 trên điện thoại hoặc là trên máy tính. Sau đó anh chỉ cần sẽ có người hướng dẫn hỗ trợ cho anh và anh chỉ cần là nạp tiền vào và anh có thể giao dịch. Và trong cái quá trình mà anh nạp tiền á và anh đầu tư có lãi đi, anh chỉ cần lên trang web bên em thôi, dkchai.com, và anh sẽ thể hiện đặt cái lệnh rút ở trên này là được anh chị. Vốn anh có 50 triệu thì có được ưu đãi gì không em? Rồi ok, thì em xin giới thiệu sơ về những cái chương trình chính sách bên em hỗ trợ cho anh nhé. Ở đây thì anh chị cũng thấy ha, bên em có một cái cam kết bao lỗ. Nghĩa là sao ạ? Với từng cái mức vốn, ví dụ như 2.000 đô, bên em sẽ cam kết bao lỗ với những trong hai phiên đầu tiên. Và anh chị lưu ý giúp em ở đây, trong hai phiên đầu tiên anh chị sau nhớ là anh chị nghe theo sự hướng dẫn của kỹ thuật bên em 100% thì anh chị sẽ được bù lỗ 50%. Nghĩa là sao ạ? Ví dụ như anh chị đầu tư 2.000 đô trong hai phiên đầu tiên mà anh chị bị âm tầm khoảng là 400 đô đi, ví dụ như vậy,
mà nghe theo sự hướng dẫn của kỹ thuật viên bên em 100% luôn. Thì khi đó ví dụ như anh chị âm 400 đô thì bên em sẽ hoàn lại 50% của 400 đô đó là tầm khoảng là 200 đô. Còn nếu với mức vốn là tầm khoảng 5.000 đô trong 3 phiên đầu tiên, thì nghe theo sự hướng dẫn của kỹ thuật viên bên em 100% luôn, thì khi đó bên em sẽ hoàn lại 100% cái số âm mà anh chị đã giao dịch trong 3 phiên đó, đúng không ạ? Ví dụ như anh chị đầu tư 5.000 bị âm 500 thì bên em sẽ hoàn lại 500 đô đó luôn, đúng không ạ? Mà đã cam kết báo lỗ rồi thì chắc chắn sẽ có lời rồi anh chị, đúng không chị? Mà lời bao nhiêu thì tùy thuộc vào cái xu hướng của thị trường và những cái thương vụ mà anh chị đầu tư nhờ các chuyên viên kỹ thuật bên em. Sau những cái chương trình bao lỗ này thì anh chị nên nhớ rằng không phải là mình giao dịch ngày 1, ngày 2, mình ở đây mà mình đầu tư lâu dài. Và mình đầu tư lâu dài thì mình sẽ nắm bắt những cái thương vụ tốt, chia cổ tức hoặc là báo cáo doanh thu để mình có thể đầu tư lâu dài và kiếm được cái lợi nhuận trên thị trường này. Ở đây là cái bao lỗ hay cái bao lời bên này? Đây, hay cái bao lời? Thật sự đây là những cái món quà mà bên em muốn gửi đến cho anh chị và tạo một cái tiền đề mà hỗ trợ cho anh chị tốt nhất trong cái quá trình giao dịch. Thông thường người ta sẽ nói là đầu xuôi đuôi lọt, đúng không anh chị? Thì những cái phiên đầu tiên mà anh chị có lợi nhuận thì chắc chắn những cái phiên sau mình sẽ có những cái tốt nhất và những cái giao dịch ổn định nhất ở trên thị trường này. Và ở đây sẽ có những cái cam kết bao lời đi. Cam kết bao lời bên em thì với số vốn tầm khoảng 5.000 đô, bên em sẽ cam kết rằng cho anh chị rằng trong một phiên duy nhất thôi và nghe theo sự hướng dẫn của kỹ thuật viên bên em 100% luôn thì bên anh chị sẽ có chắc chắn là 150 đô, đúng không ạ? 150 đô. Và 10.000 đô sẽ có 600 đô. 20.000 đô sẽ có 1.600 đô. Có một số anh chị ở đây họ đặt câu hỏi là nếu ví dụ như cam kết bao lời mà bị lỗ sao em trong một phiên đầu tiên? Thì nếu mà có lỗ thì bên em sẽ bù cái khoản lỗ đó cho anh chị cộng thêm cái khoản lợi nhuận mà bên em đã cam kết. Được không anh chị? Rồi, chị Ngân Nguyễn thì chị mua rồi bán liền luôn hay phải đợi tới ngày chị được phải em? Thì ở đây thì em nói, em đã nói rồi, ở đây sẽ có cái tính thanh khoản rất là nhanh. Thì khi ví dụ như anh giao dịch trên thị trường này, chị giao dịch trên thị trường này thì chị muốn bán lúc nào cũng được nhưng mà phải trong phiên giao dịch nhé. Ví dụ như đối với cổ phiếu Mỹ đi thì sẽ tầm khoảng là 9 giờ 35 tối cho tới lên đến là tầm khoảng gần 4 giờ sáng. Ví dụ vậy thì chị nên giao dịch trong cái phiên này giúp em, đúng không ạ? Rồi, thì thông thường là nếu mà đầu tư vào những cái cổ phiếu chưa cổ tức thì nếu mà đã nhắm đến cổ tức rồi thì chị nên để duy trì cái lệnh này cho tới ngày chưa cổ tức thôi chứ có gì đâu ạ. Rồi ok, em cảm ơn anh Hùng ha. Không biết là có anh chị nào còn thắc mắc về cái vấn đề câu hỏi nào không thì cứ đặt là câu hỏi lên giúp em. Thì tầm khoảng là 5 phút nữa lớp học sẽ kết thúc. Thì anh chị cứ đặt câu hỏi lên, em sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho anh chị luôn nhé. Anh Hùng có đặt câu hỏi là bên em mua bán dễ không? Anh Hùng ơi, thì cái việc mua bán bên em cái tính thanh khoản nó rất là nhanh luôn anh hả? Cái việc ví dụ như anh mua tại mức giá là 125 đi thì sẽ có chắc chắn người sẽ mua tại mức giá 125. Hoặc là ví dụ như anh bán ra tại mức giá là 127 đi thì chắc chắn sẽ có người bán mua lại tại mức giá 127. Và cái việc giao dịch nó rất là đơn giản. Anh có thể lên trang web bên em cái app MT4. Ở đây. Áp MT4 đúng không? Anh đặt một cái lệnh thôi. Ví dụ như cổ phiếu JP Morgan đi. Ví dụ như em ở đây hiện tại là JP Morgan nó không trong phiên giao dịch vì 9 giờ 35 tối nó mới có phiên giao dịch. Thì bây giờ ví dụ như một cái mã đi, mã vàng đi ha. Đây một mã vàng. Thì ví dụ như anh muốn giao dịch con này 0.02 đi, đặt khối lượng 0.02, đúng không? Đây, em bấm lộn mã này. Đây mã vàng đi, 0.02 đúng không ạ? Thì anh chỉ cần này, ví dụ như anh muốn mua
và anh nghĩ là vàng nó tăng thì anh mua, anh nghĩ vàng nó giảm thì anh đặt lệnh bán. Ví dụ em đặt lệnh là lệnh bán đi, thì xu hướng giảm đi, đó nó sẽ hiện ra cái khung này, đặt lệnh sell đó không thấy mà 0.2 XAU nó khớp lệnh liền luôn tại mức giá là 1880 à, 19 này. Vậy hiện tại nó đang là 1880,39 này, có nghĩa là đang xu hướng tăng đúng không? Mình mua tại 0.9 và nó tăng lên là 40 rồi, có nghĩa là giảm. Cho nên mình hiểu là hiện tại lợi nhuận của mình là âm 0,64 đúng không anh ạ? Đó. Thì nếu ví dụ như anh muốn chốt lệnh này đi, anh đợi nó sợ nó tăng quá hay là âm quá thì anh có thể bấm dấu X này, đúng không ạ? Sau đó mình sẽ tự động chốt lệnh. Đây. Rồi ok, mình sẽ bấm vào cái lịch sử tài khoản là âm 0.24 này, cái lệnh mới nhất của mình. Đúng không anh? Rồi ok. Cái việc giao dịch mua bán nó rất là nhanh ha. Anh iPhone có hỏi là sau 3 ngày còn kỹ thuật hỗ trợ không em? Và thời gian như thế nào? Anh iPhone ơi, thì sau 3 ngày thì kỹ thuật vẫn hỗ trợ cho anh trong cái trong suốt cái quá trình mà anh đầu tư ở trên thị trường bên em nhé. Chứ không phải là trong 3 ngày thôi, không thôi đâu. Và thời gian như thế nào thì tùy thuộc vào cái sản phẩm mà anh giao dịch thôi. Ví dụ như đối với cổ phiếu như lúc đầu em nói rồi, anh muốn giao dịch cổ phiếu Mỹ đi thì thông thường sẽ tầm khoảng là 9:35 tối bên em sẽ có người hỗ trợ, hoặc là trước đó 7 giờ hoặc trước những cái khung giờ khác. Nếu ví dụ anh có thắc mắc gì thì kỹ thuật viên sẽ nhắn tin qua Zalo này hoặc là gọi điện hỗ trợ cho anh. Và trong cái lúc mà giao dịch thì bên em sẽ hỗ trợ cho khung giờ giao dịch. Ví dụ như Forex là chạy 24/24 thì bên em sẽ hỗ trợ cho anh xuyên suốt trong 24/24 luôn. Còn ví dụ như vàng dầu đi thì nó sẽ là tầm khoảng 23/24, ví dụ vậy. Khung giờ nào bên em cũng sẽ có người hỗ trợ. Bên em có thay phiên nhau sẽ hỗ trợ cho anh. Đó, để anh cứ yên tâm. Hoặc là anh muốn một kèm một cũng được, hai kèm một cũng được, được không nào? Ok em. Rồi em cảm ơn anh Thiện Hùng ha, cảm ơn anh Phone ha. Hiện tại tầm khoảng là còn 2 phút nữa thôi. Thì không biết anh chị nào còn thắc mắc gì không để em có thể là giải đáp mọi thắc mắc cho anh chị. Rồi, ok, cảm ơn anh iPhone. Thì anh iPhone ơi, có gì anh liên hệ liền với nhân viên hỗ trợ giúp em nhé. Và để có thể tạo tài khoản cũng như là hướng dẫn các thao tác giao dịch trên MT4 cũng như là nên mua cổ phiếu này càng sớm càng tốt giúp em đi. Bởi vì cái cổ phiếu JP Morgan này á, nó đang có tăng trưởng rất là tốt rồi đó. Thật sự luôn, mấy phiên vừa đây nó tăng rất là đẹp luôn. Và khả năng nó tăng lên rất là cao. Bây giờ anh nên mua giá này đi. Mình thích mua giá thấp rồi đúng không anh? Nên mua càng sớm càng tốt đi. Ngày 5 tháng 1 nó chia rồi. Đúng không ạ? Ở đây anh chị nào cũng vậy luôn, đang xem cái lớp học ngày hôm nay thì anh chị liên hệ trực tiếp nhân viên hỗ trợ bên em hoặc là liên hệ qua số điện thoại này giúp em, đúng không ạ? Liên hệ qua số điện thoại này giúp em đây, 0329 539 742, Hoài Anh, đúng không ạ? Kết bạn Zalo với em sẽ hỗ trợ trực tiếp cho anh chị. Còn không, anh chị cứ liên hệ trực tiếp với nhân viên đang hướng dẫn mình, được không anh chị? Em sẽ hỗ trợ trực tiếp cho anh chị và cũng như các bạn hỗ trợ luôn. Thì hiện tại thì không còn anh chị nào đặt câu hỏi nữa thì em xin kết thúc buổi lớp học ngày hôm nay. Thì chúc anh chị sẽ có những cái thương vụ đầu tư cơ hội tốt nhất trong thời gian sắp tới nhé. Dạ rồi. Chúc anh chị có một buổi tối vui vẻ. Em chào anh chị.